tiết lộ lý do bất ngờ khiến thanh niên Koji chỉ lết mà không muốn đi. Ủa? Gì vậy? Là sao vậy mọi người? Ai mà không biết thanh niên đen này thì nhìn vào chắc tưởng nó bị thương ở chân nên không đi được. Tất cả chỉ bật ngửa ra khi anh Sen bất lực tiết lộ rằng nó chỉ đang lười biếng mà thôi, chứ bốn chân vẫn đầy đủ, lành lặn lắm. Em tên là Đen, Đen đã biết lết như này từ lúc còn nhỏ. Lúc đó cả nhà cứ nghĩ nó tật, cho đến khi biết tật đó là tật làm biếng. Bởi không chịu vận động nên thân thể mới phì nhiêu cỡ đó. Gì vậy? Là sao vậy mọi người? Giờ mà có một cuộc thi dành cho những kẻ làm biếng thì chắc hẳn thanh niên Koji này sẽ ẩm hết giải mất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.